Anh ở đây anh tới ngày anh làm nghề chạy gì không hả anh? Nhà anh chạy được mấy chuyến? Chạy tập thể không à? Thể hả? À, nghe giống như là phân công ra chứ ha. Năm nay nó chạy đó. À, về về chi chi. Wow. Nữa. Wow. Đây đúng là rừng tràm luôn, đây toàn là tràm không ạ. Wow. Ý da. Rồi mình xin chào các bạn, bây giờ mình đang ở đứng chỗ khu cái đường vô của khu Trà Sư, khu du lịch Trà Sư. Thì cái khu này là khu rừng rừng tràm ngập nước. Nó các bạn thấy ở đây nè, phía ngoài là mình đã thấy rồi, những cái tràm này nó ngập nước nè. Mình đang chờ bạn mình mua vé. Hôm nay quá trời khách luôn các bạn. Em ơi, đồ anh Minh táo rồi. Ở đây toàn là nước không mà cho nên ai cũng phải bắt buộc phải bận áo phao. Chỉ có những người lái người ta lội giỏi người ta không có bận thôi. Vậy cho anh Thiện xuống đúng không? Cho anh Thiện. Anh Thiện ba người đó. Em gì? Ở trên khán đài cả mấy chục ngàn hành khách đang đứng chờ. Giả sử mình ngồi đây hơi đuối rồi. Rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát. Wow, sống như vậy. À, cái này là đường vào, còn cái kia là đường ra. Mình vào mình phải đi đường này. Đường vào đẹp hơn. Đường vào quanh co hơn. Ở đây có cả bèo, bèo nhóc luôn nè. Nó đang quá. Cái gì? Ồ, có ở đây có. Anh trước cầm lấy tạo, có cái đường không cũng được. Ở đây toàn là nước không luôn. Mình là trời ở đây chắc cá dữ lắm trời. Đây chắc là cá khủng không á. Có khi nào có cá sấu không? Có đó, đầm lầy mà. Con thấy ai? Này lương đồ chắc gì nhiều lắm. Có ổ chim vòng dọc kìa. Nó ổ chim vòng dọc á. Bên kìa nó. Ôi có con gì kìa. Đúng là đường quanh co thiệt luôn ha. Nhớ đường đi cũng hay á. Chạy hàng ngày, hàng ngày chạy 80 lần. Ôi mênh mông luôn. Bèo cái nè. Trong đây không những tràm mà bèo nữa. Bèo sư chứ. Còn bèo không sao chạy ta.
trang sư. Mèo tê tượng không? Lao không thấy ai. Kêu kêu mọi người lao. Thấy không nó? Ôi cái đoạn đường đúng là khó khăn thiệt. Cho anh lái tạm lái không? Tính đứng lên mà sợ anh không thấy đường anh đâm. Ủa cái con gì nó đi trên mèo luôn kìa. Ồ. Đó bây giờ là tàu mình đi vô, còn tàu của những mọi người tham quan xong rồi đang đi chở ga đó. Bạc ngàn luôn, như chàm này về cắt nhà biết như nhà mà nó. Tới giờ nữa. Trời đã tắt nắng rồi, phía kia mặt trời còn nắng nè. Sốc hả? À, cò. Cò. Mù quá trời chim cò luôn đó trong rừng tràm. Hồi nãy là bèo tay tượng, bây giờ là bèo cám nha các bạn. Rồi chúng ta tới bờ rồi. Mọi người trả áo lại và chuẩn bị leo lên bờ. Trả áo lại hả? Tính đâu cho luôn chứ. Tới bờ chúng ta phải cởi áo phao ra. Ngay cái cống nước chảy gì vậy đó. Rồi ai chưa đi xuống mình mời qua đây. Rồi bây giờ mình đang xuống xuồng. Xuồng này có chỉ có 3 hành khách thôi. Bây giờ mấy chị bơi chở mình vô trong rừng tràm tham quan. Có một chị chèo chở mình đi. Chị chèo quá trời chuyên nghiệp luôn. Chèo một vòng xa không chị? Đúng rồi. Anh chị năm ngồi chở mình đi á. Chính xác luôn. Hai chồng hay ha, đi gặp lại chị quen luôn. Hồi nhớ chụp bức hình chị nha. Đó, giờ chúng ta vô tới vườn cò này nè. Tiếng cò quá trời lớn luôn.
có chừng co ỉa trên đầu. Ở trên đầu mình rất là nhiều ổ cọ luôn. Nó mấy con chim, mấy con cò nó ở phía trong xa lắm. Gần tới cò rồi. Ngày xưa là ta có câu là cởi ngựa xem dâu, còn giờ là mình ngồi xuồng xem cò nha. Nó, cò thấy mình nó bay rồi, nó. Kia có con cò trắng kìa. Cò trắng đẹp kìa. Ôi, con cò đi trên bèo. Wow. Cò nhiều nhưng mà nó ở phía trong rồi, mình bơi phía ngoài đây nó sợ, nó đi vô trong rồi. Ở phía sau còn rất là nhiều ghe, bơi phía sau. Mẹ biết bơi cũng được. Đó, ở phía sau xuồng nhiều lắm. Một xuồng vậy ba khách hả chị? Ở đây có cái chèo luôn. Có cái chèo luôn đó, mình rảnh mình bơi phụ chị luôn. Nhìn nó nè. Đây là bông điên điển. Đó. Điên điển giờ này sụ rồi. Bông điên điển nè, chèo thuyền hái bông điên điển luôn, nấu canh chua luôn. Ở đây cũng vui thiệt, thú vị, nhưng mà có cái là nắng. Bây giờ giữa trưa nắng quá. Ủa chị, hồi trước bơi trong kia mát quá trời, bây giờ qua đây nắng quá chị. Dạ, mát quá trời luôn. Hồi mình có vô chỗ trà bự không chị? Rồi, sau 15 phút chúng ta đã vô lại tới bờ. Bây giờ mình đang đứng ở giữa cái rừng tràm luôn, cái đường nó nằm giữa rừng tràm, nó làm để cho khách đi nè các bạn, giữa hai bờ kênh nè. Đó. Xung quanh toàn là những cái tràm lâu năm không, rất là bự. Đưa con mày trước kìa. Nóng lắm. Đây mẹ, đây nè. Đây, đứng đây. Con từ từ, con ăn chậm. Ăn chậm là phải ăn sao? Chậm, ăn chậm phải ăn sao? Chậm phải ăn trước. Thôi, đứa nào ăn sữa nè. Ở đây lần đầu lâu lắm rồi mình mới thấy lại ổ bánh mì mà dùng kem luôn á. Em không có ăn gì. Bánh mì có kem hả? Bánh mì thì chị dồn kem chị ăn á. Em không có. Sao vậy? Lâu lắm rồi mới thấy lại bánh mì á. Bánh mì mà dùng kem á. Em. Hai cây đi. Ừ, tớ ăn hai cây. Thứ kìa. Rồi ăn luôn. Đây đúng mát luôn ha. Đứng giữa rừng tràm đúng mát luôn. Bây giờ chúng ta đang đi đến một cái chỗ để mà nghỉ chân với lại ăn uống của trong cái khu này. Nó đây là cái cầu. Xe đạp này để rất là đẹp. Có chắc của ai. Đi qua cái cầu này là tới cái quán là chỗ nghỉ chân với lại ăn uống đó các bạn. Nhưng mà mình không ăn uống ở đây, mình đi phía ngoài mình ăn. Phía bên bạn mình có đặt quán ở phía bên ngoài.
Bây giờ thì mình đang trèo lên cái đài quan sát. Ở phía dưới thì cái khu vực ăn uống nhà hàng đó, rất là mát mẻ. Xung quanh người ta đi tham quan, người ta nhậu rất là nhiều. Phía trong đây có mấy con dê nó đu đó các bạn. Cái này mình mới có lên có một khúc thôi, còn một khúc nữa rất là cao. Đây mình nhìn được mấy núi mà không biết núi gì luôn. Em cái núi đó núi gì em? Dạ. Đi qua bên đó là núi ông Kép. Còn bên đây? Đây là núi Cấm. À đúng rồi. Cảm ơn em nha. Hai cái thấy tượng Phật không? Không thấy chùa gì đâu. Để lên đây mà không biết núi gì á về ta cười chết luôn. Đây mấy ngàn nữa. Đó giữa núi trên núi nó có cái tượng. Đây là nãy mình bên đây hả? Mình đó đó. Đúng rồi. Sao nó nằm ngơ ngác như trời, nó có lóc bự rồi. Trời nhóc luôn trời. Cái ít tay câu á cho nên cá nó nhiều. Để bên mai luôn vậy. Sau khi đi tham quan vòng vòng rồi bây giờ là mình với lại mấy bạn mình bây giờ đi ra ghe để mà ghe nó chở đi ra ngoài chỗ bến để đưa. Đó mình nhiêu người Wow, bây giờ mình người ta vô mình ra. Rồi tới đây mát rồi. Được vậy cũng mừng à. Nó nằm trên tổ ong á.
em. Giờ mình về mình đi đường thẳng nè. Mát quá. Giờ này khách đi về hết rồi, vắng que luôn, sớm hùng hùng luôn ha, nắng quá trời luôn ha. Kìm ra nhóc ở chân kìa, có vỏ luôn. Wow.